Đúng như tư vấn của anh luật sư Trần Vũ Hải, chính phủ nên tìm đến, nên nghe những người am hiểu về nước Đức để xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh cho êm thấm. Nhưng ngược lại với gợi ý của luật sư Trần Vũ Hải là tìm đến đồng bọn của ông ta như ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bạn thân của ông Nguyễn Quang A và giới nhân sĩ trí thức đối lập. Tôi lại tìm, nghe quan điểm, đánh giá, nhận định từ chính những Việt Kiều đã sống lâu năm ở Đức khi bàn về vụ Trịnh Xuân Thanh và tương lai quan hệ Việt-Đức này. Facebook Hồ Ngọc Thắng vốn là một luật gia, cây viết quen thuộc chuyên bình luận về các vấn đề chính trị, thời sự, tương tác giữa Việt Nam với thế giới phương Tây trong hàng loạt bài viết trên Facebook chỉ ra rằng thứ nhất, cho đến nay, Đức không hề có chứng cứ xác thực nào chứng minh Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cả. Ngày 2 tháng 8 năm 2017, hãng thông tấn xã Đức DPA đưa tin, nhân viên điều tra ở Berlin phỏng đoán bị bắt cóc. Ông Winfried Wenzel, phát ngôn viên của Công an Berlin nhận định, đây là một trường hợp nghi ngờ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn. Bà ta không phải là nhân chứng, bà chỉ nghe người khác kể lại, danh tính người đó cũng không được công bố. Cho đến nay, trên trang mạng của mình cũng như trên báo, Bộ Nội vụ Liên bang không đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Thứ hai, theo luật Đức, thủ tục xét tị nạn chính trị cho Trịnh Xuân Thanh đã thất bại. Tờ báo Miền Nam Đức ngày 2 tháng 8 năm 2017 cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh sang Đức năm 2016 và ngày 24 tháng 7 năm 2017 là lịch hẹn sẽ phỏng vấn tại cơ quan liên bang phụ trách di cư và tị nạn. Như vậy có nghĩa là ông Trịnh Xuân Thanh trước đó đã đến bộ phận tiếp nhận đơn. Ở đó, ông đã được chụp ảnh, lấy vân tay, ký vào trang 1 của hồ sơ. Theo khoản 3 điều 33 của Bộ Luật về thủ tục xét tị nạn, đơn xin được coi là đã rút nếu người nộp đơn rời lãnh thổ Đức và trở về đất nước mình do bất cứ lý do nào. Theo điều 32, thủ tục xét tị nạn sẽ được đình chỉ. Thông thường, sau 4 tuần, mọi chuyện được kết thúc. Hồ sơ thủ tục xin tị nạn được lưu trữ 10 năm và sau đó được hủy. Như vậy, ông Trịnh Xuân Thanh chưa được hưởng quy chế tị nạn chính trị hay được ở lại vì lý do nhân đạo. Thứ ba, nhận định về quan hệ ngoại giao Đức-Việt trong thời gian tới. Ông Hồ Xuân Thắng cho rằng, xuất phát từ báo chí Đức chỉ xem Trịnh Xuân Thanh là người kinh doanh, quan chức cấp tỉnh ở Việt Nam, nổi tiếng vì tham nhũng, sai xe sang, cũng như việc tháng 10 năm 2017, Đức sẽ có chính phủ mới, và chính phủ mới sẽ quyết định về đường lối ngoại giao mới. Thêm vào nữa, nhiều thập kỷ nay, chính sách di cư tị nạn luôn là một trong những chủ đề tranh cãi trong các cuộc vận động tranh cử ở Cộng hòa Liên bang Đức. Do hệ lụy của cuộc khủng hoảng người di cư bất hợp pháp trong năm 2015, đảng CDU và CSU buộc phải thay đổi đường lối của mình. Từ đó, ông Thắng nhận định, tôi tin rằng vài ngày nữa, chậm nhất là vài tuần, sự kiện Trịnh Xuân Thanh sẽ chìm trong sự lãng quên. Cũng chẳng hay ho gì cho nhà nước Đức nếu ai đó nhắc lại vụ việc này. Hiện nay người Đức đang quan tâm rất nhiều vấn đề khác. Người sẽ nhai đi nhai lại vụ này chỉ có giới đấu tranh dân chủ Việt trong nước và hải ngoại mà thôi. Đứng ở góc độ phân tích khác, ông Khai Phùng cũng đã sinh sống ở Đức mấy chục năm bình luận trên YouTube của mình rằng từ phân tích bản chất giới tài phiệt Đức, thế lực thực sự chi phối chính trị nước Đức cần thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực đông dân và sinh sôi, đồng thời là cửa ngõ tiếp cận thị trường Trung Quốc rộng lớn. Thì vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ nhanh chóng chìm xuồng hoặc tìm kiếm thỏa thuận có đi có lại cho lợi ích tự do xâm phạm thị trường Việt Nam. Với ví dụ điển hình, một con gà hơn 1 kg ở Đức chỉ có giá 10.000 Việt Nam đồng, đang rất cần thị trường bao tiêu. Xem ra các nhà dân chủ Việt sẽ không còn nhiều thời gian để khai thác chủ đề Trịnh Xuân Thanh này, để xì vả về cái gọi là quốc thể nữa. Ngược lại, càng khai thác, người dân sẽ càng thấy được quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, chính phủ hiện nay và đặt niềm tin cao hơn, đồng nghĩa với việc nhìn rõ hơn bộ mặt thật của giới đấu tranh dân chủ, vốn lâu nay núp bóng chống tham nhũng, yêu nước, vì dân để hoạt động.